Đà Lạt có gì mà thích đi đến thế? Hôm qua bùng like á? Có, hôm qua mình suy quả tầm tiếng rưỡi mà. Tại vì là tháng này mình cũng không thiếu giờ ấy, nên là mình cũng không có cần phải gấp gáp lắm, dư giờ mà. Thậm chí là sang tháng là mình đi Sài Gòn chơi á, xong mình còn đang tính là hay là thôi chỉ mua vé đi thôi. Nếu mà mình cảm thấy muốn ở lại chơi thêm hay là mình muốn lên Đà Lạt thì mình sẽ đi. Tại vì đã có lần mình đi hết 4 vé rồi, không biết mọi người còn nhớ không? Có một lần mình đi 4 vé bởi vì là lúc mình đi từ Sài Gòn vào Hà Nội ấy, từ Hà Nội vào Sài Gòn ấy là mình bị trễ chuyến bay, thế là mình phải mua lại một cái vé khác sát giờ. Xong rồi lúc về thì mình lẽ ra là mình mua khứ hồi là mình mua vé về từ Sài Gòn về Hà Nội rồi, nhưng mà đến cái ngày về mình lại về nữa và mình đã phải bỏ cái vé đấy. Tại vì thực ra lúc ấy là có chị quản lý rủ mình lên Đà Lạt chơi, thế là mình đã bỏ cái vé bay từ Sài Gòn về và mình đi lên Đà Lạt, xong mình phải mua một cái vé khác về, tức là mình đi hai vé và mình về hai vé. Thế là rút kinh nghiệm là bao giờ về thì mua, không có nói trước được, nên là mình cũng đã không biết là mình liệu mình có muốn lên Đà Lạt không, bởi vì lâu quá rồi mình chưa đi Đà Lạt. Mùa này Đà Lạt đi mưa lắm á. Tháng 9 mà tháng 9 có đẹp không ta? Mình không nhớ mình có từng đi tháng 9 chưa. Ngày xưa mình có đi từng đi tháng 12 vào cái đợt mà Giáng sinh thì lạnh vãi. Lạnh khủng khiếp luôn. Lạnh mà kiểu run cầm cầm luôn. Má đi du lịch cái mùa đấy nó ấy lắm mà mệt. Các bạn biết tại sao? Tại vì mình mang đồ mùa đông đi rất nặng. Đúng, rất đúng. Nặng luôn, một cái vali chỉ nhồi được 2-3 cái áo thôi là chật hết cả rồi. Xong rồi là mình sẽ phải kiểu như là có bao nhiêu mình dắt hết cả lên người mình để cho nó đỡ chật vali ấy. Đồ mùa đông rất nặng luôn, một cái hút đi nó chật mẹ vali rồi. Mà mình cái vali của mình còn nhỏ nữa chứ. Nên là mình đi chơi, mình cũng thích đi chơi mùa đông, nhưng mà đi chơi mùa đông cảm giác nó hơi mệt ý. Trời này làm kèm bánh tráng nướng ở Đà Lạt thì tuyệt vời á. Ừ, kiểu Đà Lạt thời tiết nó quá là đẹp và quá là ủng hộ cái việc là mình ăn uống với cả mình vui vẻ ấy. Mình nhớ là có một lần mình đi Đà Lạt ấy, là trước khi đi mình bị xì chết nha. Mình ở nhà mình kiểu như mình sút mấy cân liền các bạn. Mấy cân nghe hơi ghê, nhưng mà chỉ khoảng tầm 2-3 cân gì đấy. Lúc ấy là mình ở Hà Nội này, mình làm việc này, xong mình buồn, mình chán, mình sút cân, mình không ăn được. Xong cái mình lên Đà Lạt mình tăng cân lại luôn. Well, mình đi Đà Lạt kiểu đúng kiểu chỉ đi để nghỉ và đi để ăn thôi, không có vlog và lủng diễn. Lúc đấy làm gì có quay vlog đâu, bây giờ đi đâu còn quay chứ, ngày xưa còn không vlog cơ, dính ngại á. Nhưng mà kiểu ở Đà Lạt cái không khí nó rất là dễ chịu và cái tâm lý của mình là mình đang đi chơi chứ mình không có phải đi làm, nên là mình sẽ cảm thấy thoải mái, mình cảm thấy thư giãn. Xong rồi khung cảnh đẹp, xong rồi thời tiết đẹp, trời ơi ăn vào ấy là trưởng luôn, ngày ăn mấy bữa. Mà đợt đấy là mình muốn ăn cái bánh cắt lệ quá, không biết các bạn có biết cái món bánh cắt lệ ở đấy không, mà bình thường bánh cắt lệ đấy hết rất là nhanh và mình sẽ phải đi dậy từ 6 giờ sáng hay là 5 giờ sáng gì đấy mới ăn được cơ, vẫn ăn được. Thế nhưng mình nhớ là khoảng 2-3 ngày gì đấy liền ở Đà Lạt và mình phải thức dậy sớm, mình đi ra đấy để mình ra, lần nào ra nơi người ta cũng bảo là hết rồi. Thế không phải người ta thức dậy từ sáng sớm để ăn hay sao, hay là không ngủ luôn xong rồi đi ăn xong rồi mới về ngủ như thế nào ấy, không còn luôn, ngày nào cũng thế, 2-3 ngày liền. Thế là có một hôm mình mới không ăn được, tức là mình phải đi ra một cái cửa hàng ở lề đường thôi, nhưng mà ăn nó vẫn ngon ý, bánh căn ý, ngon vãi trưởng. Chỉ có mỗi một vấn đề là hôm đấy mình quên, ông bảo người ta không cho hành, thế là mình đã phải ngồi vớt hành và ăn, nhưng mà vẫn đi ngon. Đúng rồi, em ra đó để ngủ à? Ồ, công nhận đi Đà Lạt cũng ngủ sướng nữa. Chị mê món gì nhất trên đó dạ? Bánh căn, trời ơi, không thể nào mà so sánh được. Nhưng mà mình thích ăn bánh căn ở trên Đà Lạt, rất thích bánh căn, có thể là do ở Hà Nội không có. Ở miền Bắc mình không có mấy cái món đấy. Bánh căn này, bánh tráng nướng thì ở đây cũng có. Ốc nhồi thịt, quá thích ốc nhồi thịt. Hay là thực ra thì bây giờ mình cũng không quá thích ăn uống như ngày xưa nữa, nhưng mà những cái món đấy chắc là ăn vẫn thấy ngon hơn ăn ở đây. Nhưng mà có một cái đặc sản ở Đà Lạt đấy là toàn các đôi rồi các bạn. Nếu mà các bạn có ý định là lên Đà Lạt để kiếm người yêu thì mình nghĩ là không khả thi đâu. Người ta chỉ đi Đà Lạt với người yêu thôi, chứ không đi Đà Lạt để kiếm người yêu. Ví dụ các bạn ở những cái thành phố như là Sài Gòn, Hà Nội hay là Đà Nẵng hay là các cái nơi bình thường các bạn đi chơi, đi du lịch bình thường, đi cà phê, cà pháo, các bạn có thể gặp được chân mệnh thiên tử đúng không? Đéo. Nhưng mà các bạn đi Đà Lạt đéo đâu, toàn cặp đôi thôi. Mình cảm giác là kiểu hai bước chân là một đôi, hai bước chân là một đôi. Nó la liệt cơm chó luôn, đi vai cả trưởng là đầu tiên, ấn tượng đầu tiên của mình khi đi đến Đà Lạt đấy là cái món mình ăn nhiều nhất là cơm chó. Lúc ấy là mình mới có 21 tuổi. Hay 21 hay 22 tuổi đầu tiên mình đến Đà Lạt. Mình không thể tin được là ở đâu người ta cũng có đôi hết. Và đợt đấy mình đi cùng với cả anh chị đồng nghiệp của mình. Sau mình bị sốc bởi vì có mỗi mình một mình ý. Kiểu đấy mình cảm giác là có mỗi mình là không có người yêu ý. Tức là lúc mình đi thì mình rất là hào hứng, nhưng mà đến nơi mình có một cái cảm giác nó hơi vừa vui mà nó vừa hụt hẫng ý. Đấy, vui bởi vì là ôi cảnh đẹp vãi cả trưởng, không khí rất là thích, đồ ăn rất là ngon. Nhưng mà cái hụt hẫng đấy là nhìn ai cũng có đôi, có cặp cả, có mỗi mình không? Không có. Mà hồi đấy còn kiểu trẻ trâu nữa cơ, mình dễ bị tủi thân nếu mà mình cảm giác người ta hạnh phúc còn mình thì không, nên là hơi bị buồn. Mỗi thế thôi, nó bị sốc cái đấy. Đè không có người yêu kìa. Không sao đâu các bạn, sau đấy thì mình đã được đi Đà Lạt với người yêu rồi nên các bạn không cần phải thắc. Lý do sâu xa gây sợ lấy chồng.
À ừ, hôm nay mình đã tập thể dục xong rồi, mình kiểu lúc mà giữa hiệp mình ngồi mình thể nghỉ ấy. Sau là mình đọc được cái à, xem được cái video trầm cảm sau sinh, nghe sợ vãi luôn. Một trong những cái lý do khiến cho mình sợ lấy chồng là bởi vì những cái như thế, những cái mà kiểu mình có thể tưởng tượng ra là khó khăn về cuộc sống kinh tế, xong rồi là xì chét, rồi là các thứ của mình sợ vãi cứt. Chỉ thế thôi, chứ có gì đâu. Là một người sống quen trong bốn bức tường thì em nghĩ chị sẽ không trầm cảm sau sinh đâu ạ. Rất trầm cảm luôn. Bởi vì như này nha, như này này, hôm nay mình đọc, mình xem cái video đấy, người ta nói là có ba lý do để dẫn đến cái vụ trầm cảm sau sinh ấy. Một là do gì nhỉ? Do gen, các bạn ạ, do gen. Hai là do gen ấy, hai là do kiểu như là môi trường. Ba là do tâm lý, nhưng hay là kiểu như là quá khứ mình đã từng có vấn đề về tâm lý thì nó càng dễ mắc ấy. Thì mình là cái đứa đã từng có vấn đề về tâm lý. Và hình như là gen của mình cũng ấy. Tại vì mẹ mình cũng là một người bị rối loạn lo âu ấy các bạn. Mẹ mình không tin là mẹ mình bị rối loạn lo âu thôi, nhưng mà tất cả những cái biểu hiện của rối loạn lo âu là mẹ mình có. Mẹ mình là một người suy nghĩ rất là nhiều và luôn lo lắng, kể cả những cái vấn đề không cần thiết vẫn lo. Luôn lo kiểu như là những cái vấn đề hiển nhiên mà mẹ mình không nghĩ, không nhìn được vào những cái mà mình may mắn là mình đã có được, mà mẹ mình hay lo lắng về những cái mà kiểu liệu nó có được xảy ra như thế được không ấy, kiểu vậy. Hay là ví dụ đơn giản như là mình mà đi trên đường đi từ Hà Nội về thôi là mẹ mình cũng sẽ lo không biết là đi có ngã không hay có làm sao không. Mà thực ra thì bình thường vẫn đi như thế có làm sao đâu, là mẹ mình hay kiểu lo như thế. Hay là chị mình không lấy chồng, mẹ mình cứ lo đứng lo ngồi, lo sốt vó lên, lo đến cái mức mà kiểu sốt ruột, lo kiểu lo quá đáng luôn ấy. Mẹ mình có biểu hiện của rối loạn lo âu. Nhưng mà mình nói thì mẹ mình không tin thôi. Chứ còn ngày xưa lúc mà mình đi gặp tâm lý, mình đi gặp bác sĩ tâm lý á, là bác sĩ tâm lý có hỏi mình là ở nhà có ai mà hay lo lắng không? Có ai mà kiểu như là hay bồn chồn, thấp thỏm, lo lắng gì gì không? Mình bảo là có, mẹ em có bị mẹ em có như thế, mẹ mình hay thế á. Nên là mình nghĩ là chắc là mình tâm lý của mình nó cũng dễ bị ảnh hưởng lắm nếu mà mình gặp một cái vấn đề gì đấy mà nó quá xì chép, nó quá áp lực ấy. Nên là mình nghĩ là mình nếu mà mình không tạo được điều kiện tốt thì thôi, chả lấy chồng. Chủ yếu không lấy chồng là vì không có người yêu thôi, lý do á. Tiêu chuẩn lấy chồng đại gia, điên nè, mẹ chồng khó tính. Thì bây giờ người ta kết hôn xong người ta ở riêng chứ gì quay ở chung các bạn. Bạn bị kinh rồi. Ở chung nó rất là nhiều vấn đề đúng không? Rất ý thức được điều đấy nên là mình nghĩ là khi nào có nhà thì ở riêng. Chứ không lấy chồng đâu. Chưa lấy chồng đã tính ra ở riêng á, thì phải ra ở riêng chứ. Đấy là cái mong muốn, ai chẳng có mong muốn, mình nghĩ là ai cũng muốn như thế thôi, chẳng qua là có điều kiện hay không thôi. Thì nếu mình không có điều kiện thì mình không nên đòi hỏi đúng không? Nhưng mà mình có điều kiện mà, mình sẽ cố gắng để làm được cái điều đấy. Tức là mình phải có điều kiện chứ. Ví dụ như là tay trắng, hay là ví dụ như là cũng chả có cố gắng được, cũng chả gì mà tự dưng đói ra ở riêng thì mới đáng nói chứ. Chứ mình nghĩ là ai cũng muốn ở riêng hết. Những người mà người ta phải ở chung á là bởi vì người ta không có điều kiện để người ta mua nhà, người ta không có điều kiện để ra ở riêng. Chứ còn nếu mà mình vẫn còn đang trẻ và mình chưa lấy chồng thì mình vẫn còn thời gian để mình cố gắng đi thuê nhà cũng được mà, sao đâu. Kèn cá chọn canh là ế của đời đó. Chị sẽ chấp nhận tức là như này nè. Ví dụ chị, cuộc sống của chị đang ở đây đúng không? Nếu mà chị lấy chồng tốt á và hạnh phúc á thì chị sẽ, cuộc sống của chị sẽ lên thế này. Nhưng chị nếu, nhưng mà nếu mà chị lấy chồng không tốt á, cuộc sống của chị sụp mẹ xứng đáy xã hội luôn, em hiểu không? Oh, no. Nên là nếu mà mình không cưới được một người tốt, mình không cưới được một người mình cảm giác là yên tâm và an toàn thì thôi, mình lấy chồng làm gì? Mình đang ở đây, mình đang vui vẻ, mắc gì mà mình tự tụt xuống dưới làm gì? Không có nhu cầu, đúng không? Đúng vậy. Thế ra về thế, mình cưới để cho bằng bạn bằng bè, cho bằng xã hội à? Thế người ta cưới mình cũng phải cưới à? Thế người ta lấy chồng mình cũng phải lấy chồng à? Đến cái độ tuổi đấy phải kết hôn à? Trong khi tiền không có, kinh tế không có, xong rồi tâm lý không có, điều kiện không có, đẻ ra xong rồi chả trầm cảm các kiểu. Hôm nay cái video đấy là của VTV đăng nha các bạn, không phải là video mạng linh tinh đâu. VTV 24 đăng về cái vụ là có một bà mẹ sau khi đẻ con ra giết con mình, và có một bà mẹ thì sau khi sinh con xong tự sát luôn. Mọi người coi thường cái vấn đề đấy ấy, chứ thực ra nó rất là nghiêm trọng. Mình đâu có nhu cầu khổ thêm đâu, mình thấy cuộc sống của mình đang ok rồi. Hôm nọ mình vừa nói xong cái vấn đề đấy xong, với cả mình cũng có share cái câu mà mình rất là thích lên ấy. Đấy là cái sự cô đơn của mình nó đang rất là tốt. Mình sẽ chỉ yêu một ai đấy nếu mà người ta tốt hơn cái sự cô đơn của mình, ngọt ngào hơn cái sự cô đơn của mình thôi. Chứ còn tự dưng yêu vào xong rồi tệ đi, xong rồi buồn hơn, xong rồi cuộc sống trầm cảm hơn, yêu làm cái gì? Kết hôn với nhau là để cho người ta hạnh phúc mà, chứ đâu phải để mang nhau về giày vò nhau xong rồi sống khổ sở đâu, đúng không? Rõ ràng là hôn nhân là nó dựa trên cơ sở hạnh phúc, hai người cùng xây dựng, cùng cố gắng. Nếu mà mình không cảm thấy là mình làm được điều đấy thì thôi, mình lấy nhau làm gì? Hậu quả nghiêm trọng của việc lười học. Em nhác học á, nếu mà bây giờ em không học á, sau này thì em sẽ phải đánh đổi rất rất nhiều sức lực để em có thể kiếm tiền, kiếm sống. Tại vì là quy luật của cái xã hội này á, là em phải đổi giá trị để lấy tiền. Thì giá trị nó có rất là nhiều kiểu ấy. Ví dụ như là
Nếu mà giá trị của em chỉ là em dùng sức lao động của mình để đổi thôi, em chỉ có thể làm những cái việc chân tay thôi, em không thể dùng chất xám để bán đi được á, để đổi lấy tiền được á, thì sau này em sẽ rất vất vả đấy. Bây giờ em mà lười học thì sau này em sẽ phải chịu cái hậu quả lớn hơn rất là nhiều, mệt hơn rất là nhiều. Mà lúc đấy em không được lựa chọn đâu, bởi vì bây giờ em không học thì cũng chả ai làm gì em, đúng không? Bố mẹ em vẫn đang nuôi, bố mẹ em vẫn đang chăm sóc cho em, vẫn đang cho em đi học, vẫn đang nuôi cơm ăn áo mặc. Nhưng sau này không ai nuôi em nữa, lúc đấy kể cả em không muốn em vẫn phải làm cơ, mà làm rất cực luôn, làm rất khổ luôn. Mà không phải chỉ có mỗi thế, lúc đấy còn em sẽ so sánh bản thân mình với những người khác, em sẽ thấy mọi người quần là áo lượt, mọi người lụa là gấm vóc, mọi người xinh xắn, mọi người suốt ngày chỉ có selfie với cả make up trang điểm, mọi người ngồi bàn máy tính để làm việc, mọi người ngồi ở văn phòng làm việc, còn mình thì sẽ phải đi phục vụ, đi làm những cái công việc mà lúc đấy ví dụ em có con đi, em không thể để con em chết đói được, em sẽ phải đi làm, và lúc đấy em không có nhiều khả năng để em làm những cái công việc ngồi một chỗ, em sẽ phải đánh đổi sức lao động. Sức lao động thì nó sẽ có giới hạn, có những hôm em ốm, em mệt em sẽ không làm được, em chỉ cần ngã một cái thôi là em sẽ phải nghỉ cả tháng và em sẽ không có tiền để tiêu. Cuộc sống nó khắc nghiệt hơn như thế rất là nhiều. Bây giờ mà còn lười học ra, sau này em sẽ phải chịu hết những cái hậu quả đấy, chị không nói đùa đâu, chị nói thật đấy, chị không dọa em đâu. Thật ra thì em có tiền để em có tiền hay không thì nó cũng chả ảnh hưởng đến chị mà, đúng không? Công việc của chị thì chị vẫn làm thôi, nhưng mà đây là chị nói thật, chị nói mà em mà em cũng sợ thật luôn đấy. Các bạn phải hiểu là nó sẽ là một cái combo mà khiến cho cuộc sống của các bạn nó cứ tụt dốc dần. Vừa không có tiền, xong rồi khi mà các bạn không có tiền, các bạn không giỏi, các bạn không có điều kiện chăm sóc bản thân, đúng không? Thì các bạn cũng sẽ có thể là không lụa là gấm vóc được, thì các bạn cũng sẽ gặp một người mà tương đương thôi. Thì người ta cũng không có cái gì giàu có, không có cái gì được. Em đừng nghĩ là em lười học xong em bỏ học xong rồi là em không cần cái gì mà em lấy được chồng giàu nha. Chồng giàu nó sẽ không lấy người như thế đâu, yên tâm đi. Chồng giàu nó không ngu. Những người mà giàu và kiếm được tiền người ta không ngu, nên là người ta sẽ không lấy những người mà người ta cảm thấy là không xứng đáng với mình. Nên là em muốn lấy được một người tốt, một người mà kiểu có thể làm người bố tốt cho con của em, một người mà có thể cho em hạnh phúc, một người tôn trọng em, không kiểu như là, tại vì những cái người mà kiểu như nhận thức của người ta thấp ấy, lúc mà cãi nhau người ta sẽ đấm, người ta sẽ dùng chân dùng tay, người ta sẽ sỉ nhục, người ta lăng mạ, người ta không thể kiềm chế được cảm xúc của người ta ấy. Nó là một cái chuỗi mà tất cả mọi cái mắt xích nó đều liên quan đến nhau các bạn ạ. Không phải tự dưng mà cứ càng nghèo thì càng khổ, xong rồi càng mệt mỏi càng... Người giàu tất nhiên là cũng sẽ có cái khổ rồi, nhưng mà nó không khổ nhiều như thế đâu các bạn. Nên là đừng sống kiểu như thế. Bởi vì các bạn chỉ cần tụt một chút thôi là các bạn cứ tụt dần, đúng không? Mình không học, mình không kiếm tiền, mình không sinh, mình không thể cưới được chồng giàu, mình không thể cưới được một người tốt được. Tại vì người tốt người ta sẽ cưới những người mà người ta thích chứ. Bây giờ mình nghèo mình có thích lấy người giàu, thế thì những người giàu và những người đẹp trai người ta sẽ lấy ai? Tất nhiên người ta sẽ lấy những người rất là xinh, rất là thông minh, rất là giỏi, rất là đẹp rồi, đúng không? Chắc chắn người ta sẽ không lấy mình. Thế bây giờ mình lấy một người mà kiểu ăn chơi, một người ví dụ như là lấy về không có gì đã trả sao, về được một tháng nó báo nhà khoảng tầm 100 triệu, em lại đi làm nai lưng ra em trả nợ cho nó. Nó là mà lúc đấy em còn không cả dám, em không cả dám bỏ chồng luôn á, bởi vì con các thứ đó, em nghĩ nhiều vấn đề, đúng không? Thế là cuộc sống của em nó cứ tụt dần. Xong rồi em so sánh với bạn bè, hàng ngày em lên mạng em thấy bạn em nó được chồng mua cho điện thoại, mua cho xe hơi, mua cho nhà, mua cho cái này cái kia, em sẽ cảm thấy rất tủi thân luôn. Nên khi mà tâm lý của khi mà mình cuộc sống mình đã không tốt, xong tâm lý của mình buồn, mình so sánh như thế thì chị không biết là chị không muốn sống cuộc sống như thế. Chị hy vọng là không ai sống cuộc sống như thế. Em sinh viên năm 2 nhưng mà gia đình lại gặp khó khăn, không biết em nên tiếp tục con đường học vấn hay gác lại để phụ giúp gia đình á? Cái này thì không có một câu trả lời chính xác đâu. Em phải là người cảm nhận được là cái sự sức học của mình đến đâu, mình có đủ quyết tâm hay không, hay là mình sẽ như thế nào. Khó khăn theo kiểu nào? Khó khăn theo kiểu là một người trong gia đình bệnh hiểm nghèo, không cần không có tiền luôn thì sẽ chết, hay là như thế nào? Hay là chỉ đơn giản là đang chưa có dư giả tiền để hàng năm đi du lịch để mua những quần áo mới, cũng không phải là thiếu ăn thiếu mặc gì quá, chỉ là không được dư giả thôi á, thì em nên tập trung vào học. Tại vì tập trung vào đầu tư vào bản thân là cái quan trọng nhất. Mình xem kiểu thỉnh thoảng mình cứ hay mở mấy cái podcast với cả mình hay mở mấy cái video hay là gì gì á, thì tất cả những người mà người ta giỏi thì khi mà đặt câu hỏi cho người ta là nếu mà người trẻ có ngần này tiền thì nên đầu tư vào cái gì, người ta luôn trả lời là nên đầu tư vào bản thân, tức là dùng số tiền đấy để học, để giúp cho bản thân mình giỏi lên, thì mình sẽ kiếm được tiền. Tại vì mình sẽ dùng cái con người này để mình kiếm tiền cả đời. Nên là nếu mà các bạn trau dồi cho bản thân mình, các bạn biết thêm tiếng, các bạn học giỏi thêm, các bạn thêm biết thêm một cái kỹ năng nào đấy, các bạn học giỏi hơn, thì các bạn sẽ dùng cái bàn tay của các bạn kiếm được tiền ấy. Chứ còn nếu mà các bạn không trau dồi cho bản thân thì các bạn đâu có cơ hội để mà kiếm tiền đâu, đâu có cơ hội để mà giỏi lên đâu, tốt lên đâu, đúng không? Nên là nếu mà không quá khó khăn, không quá kiểu trường hợp khủng khiếp lắm thì hãy đi học.